an ninh được thắt chặt tại các đại sứ quán Hoa Kỳ ở châu Á, tin tổng hợp. Trước tình trạng các đại sứ quán Hoa Kỳ tại một số nước đã bị những người quá khích tấn công, phụ tá ngoại trưởng phụ trách Nam Á Robert Blake cho biết trong cuộc họp báo tại thủ đô Colombo rằng Hoa Kỳ đã thắt chặt an ninh tại tất cả các đại sứ quán của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả châu Á. Đồng thời, lực lượng an ninh Thái Lan cũng cho biết là nước này đã tăng cường một số biện pháp an ninh đối với đại sứ quán Hoa Kỳ và nhà riêng của đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan. Báo chí Thái Lan dẫn đánh giá của quan chức cảnh sát Thái Lan cho rằng nước này không phải là mục tiêu của lực lượng khủng bố Hồi giáo. Vì vậy, việc tăng cường an ninh sẽ ở cấp độ phù hợp với tình hình thực tế, chưa cần thiết phải nâng cao ở cấp độ đặc biệt. Biện pháp tăng cường an ninh đa số hiện nay là tăng cường lực lượng tuần tra, đẩy mạnh phối hợp thông tin giữa các cơ quan bảo vệ an ninh của Thái Lan.